Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ Georgia. Ô, không sao. Vào đấy chưa gì chết thì C phải phế mã. Liệu có vội vàng quá không? Nhập thành xa. Đúng mã lên đấy. Như thành không đưa mã lên đẩy lên tốt ăn tốt ăn mã ăn tự ăn. Chơi đi. Rồi mình mở đường cho đường tấn công vua rồi. Ra đây chiếu phát lao mã lên. Mất nhập thành nhá. Chiếu phát nữa. Con xe này chết cứng trong này, thôi coi như là mình cũng không kém con nào. Và đầu tấn công hay quá. CTC đang làm chủ tình hình. Muốn đuổi xe. Ăn vua ra mình sẽ chiếu hết. Ăn hậu về. Rồi, doãn nước đẩy xuống bắt hậu. Tưởng ngon à. Ở đây đen vẫn đang hơn mã. Nhưng con mã hơi phế khi mà không bay đi đâu được. Vì chỉ vì con tốt này. Con tốt chiến thuật. Nhưng mà cờ hòa chúng ta thấy là mình đã có 6 tốt, đen chỉ có 4 tốt thôi. À đâu, mình có 7 tốt, đen chỉ có 4 tốt. Vậy chấp nhận mất hậu rồi. Làm thêm bằng tốt nữa. Vào xe giữ. Giữ đi đâu? Rồi. Mình thắng thuyết phục. Chúng ta tiếp tục. Ai giờ biến mới à? Đổi mã.
Này đây. Tưởng mình chú biết chiếu à? Lên vua. Rồi, ăn tốt mình sẽ chiếu. Ăn lại tốt này. Vẫn ăn như thường. Phó ăn tốt không nhỉ? Ăn chứ. Lên mã. Đổi xe. Ừ nha. Để hút. Phí mất nước đổi xe. Chui vào trong cái tổ ấu đã. Đen đang hơn một tốt sau một vài vụ trao đổi. Nhưng hôm sau mình sẽ mang xe này ra bắt lại thôi. Trong trường hợp tượng ăn, mã mình ăn lên thì sẽ lại tấn công tốt này. Rồi, lên tốt cái đã để lấy đường cho vua chui lên. Đâu mãi đấy. Ô thôi. Bố mẹ thôi. Hỏng rồi.